Hôm qua mình nấu nước dùng trắng rồi, hôm nay mình nấu tiếp nước dùng nâu. Nguyên liệu cơ bản là cũng khá giống, chỉ khác một chút xíu thôi. Nhưng mà cách làm thì rất là khác nha. Bạn chỉ cần nhớ như vậy nè. Nước dùng trắng có màu trắng, nước dùng nâu tất nhiên là nó sẽ có màu nâu. Để có màu nâu thì các nguyên liệu khi nấu nó phải màu vàng nâu, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ nướng xương trước. Cái nồi chiên không dầu của mình nó bé quá, không nướng hết một lần được nên phải chia làm hai lần. Trong thời gian chờ nó vàng thì mình chuẩn bị rau củ, y chang như nước dùng trắng mình làm vậy đó. Với nước dùng nâu này, ngoài xương gà ra bạn có thể sử dụng tất cả các loại xương động vật khác. Ví dụ như là bê, bò, heo, cừu. Nhớ kiểm tra phần xương gà, trở mặt lại cho nó vàng đều. Xíu nữa mình còn phải nướng thêm lại một mẻ nữa nè. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé. Giờ thì bắc cái nồi lên, cho vào miếng dầu rồi xào rau củ. Xào cho rau củ mềm và đậm màu luôn nha. Mẻ xương đầu tiên được rồi, giờ mình lấy ra để nướng tiếp cái mẻ thứ hai. Khi rau củ vàng mềm rồi, mình cho vào đây khoảng 10 g cà chua cô đặc. Cái này mình tự làm, bạn có thể dễ dàng mua nó ở siêu thị hoặc những cái cửa hàng bán gia vị. Xào cho cà chua cô đặc nó vàng đậm luôn nha. Có thể nó sẽ dính đáy nồi một chút, không sao đâu, đừng để lửa lớn quá nó cháy. Giờ thì thêm vào ít rượu vang đỏ, khoảng 150 ml. Đảo cho phần cà chua dính dưới đáy bung hết lên. Nấu cho rượu bốc hơi và cạn xuống. Ta sẽ có hỗn hợp rau củ nâu đậm như thế này. Mình có phần nước xà bần từ nước dùng trắng, giờ rây vào đây để nấu luôn. Cho phần xương gà đã nướng vàng vào nồi. Đổ ngập nước và nấu sôi. Khúc này là y chang nước dùng trắng này. Thêm vào bay leaf, tiêu và đinh hương rồi nấu cho sôi. Có bọt thì hớt. Để lửa nhỏ cho nồi nước dùng sôi lăn tăn khoảng 3-4 tiếng là được. Nước dùng được rồi, mình rây lại thôi nào. Đừng quên ép phần xác để lấy hết nước dùng nha. Phần xà bần này mình cũng làm y chang giống như nước dùng trắng cho nó đỡ phí. Nước dùng sau khi rây thì để nguội hẳn rồi cho vào tủ lạnh. Đây, nước dùng đông lại rồi này. Nhanh trí, hớt hết phần mỡ nổi lên mặt. Vậy là nước dùng đã sẵn sàng để sử dụng rồi. Chúc bạn thành công nha.